bên Hoa Kỳ ở America, ở Mỹ, ở California qua đây ăn. Qua Việt Nam chơi rồi vô đây kiếm ăn bánh canh. Sao cô biết ở quán này? Tại trên Facebook của bạn chị. Lúc rồi cô muốn thử luôn à? Muốn thử cho biết. Cô có 300 ngàn nhỏ rồi sao? Thì cô đã chờ tô bánh canh bao nhiêu tiền? Sẽ ăn thử tô 300 ngàn. Cô mắc nhất thử cho biết. Chào các bạn, hôm nay mình có mặt tại 360 Phạm Văn Chí, quận 6 để thưởng thức một tô bánh canh mức giá là như nhà hàng. Đây, mình vừa tới nơi thì nhân viên đang dọn ra chuẩn bị bán cho các bạn. Mặc dù chưa đến giờ bán nhưng mà các thực khách đã đến đây để chờ đợi để thưởng thức được một tô bánh canh ngon. Đây là cô Loan đây, đang chăm thêm nước sôi vào trong cái nồi. Đây là cục giò cô Loan vừa nấu xong nha các bạn. Mình nóng hổi luôn nè. Cua đây tuyệt đối là cua. Đây là chú Sĩ và cô Loan đang đổ những gạch cua được chuẩn bị sẵn vào trong cái nồi bánh canh để nồi nước nhân tại khu vực đang nấu rồi. Mình tắt ra chú. Bắt đầu là lấy vợ tôi lấy cua ra bán. Dạ. Lấy cua sang thùng nhỏ đem ra. Cua được tắt hết vỏ này, chỉ còn mỗi thịt cua thôi. Đây cô Loan chuẩn bị những cái hàng cua để dọn ra con đầu hẻm bán. Cái này 200 ngàn. Đây là 200 ngàn, đây là càng cua trong tô bánh canh 150. Có loại cua rất đỏ. Đây là cái này thì của nấy chứ đâu phải mình muốn làm gì mình làm đâu. Tô 300 ngàn. Đây là những cái càng cua được sử dụng cho cái món bánh canh 300 ngàn một tô đây các bạn. Được tách sẵn, làm sạch hết tất tật. Nó đồ tươi đàng hoàng ạ. À. Đây là thịt trong thịt cua đó, đúng cua thịt cua trong cái mình con cua đó. Thịt cua sử dụng cho món bánh canh một cái đó là gì chú? Cái nồi trên nhà. Cái bánh mà nằm ở trên mặt đó. Mặt nồi bánh canh. Từ khách ăn là thích cái món này. Là cái này là mình làm hay mua ở đâu về chú? Mình làm. Làm luôn. Tự cô làm luôn. À, tự làm nha. Ông làm cái đó, ông làm đó. Hay mua về Canada. Mỹ. Singapore, ta hay mua là về cho người nhà ta. Mua là ký đăng ký này đây là bán hết đăng ký. Đây là những cái càng cua mà được bỏ vào tô bánh canh 300 ngàn. Càng càng cua đặc biệt rất là to. Đây là chú Sĩ hả bạn? Chú Sĩ đang đem những cái bánh và bánh canh đem ra đầu con hẻm để bán. Các bạn, mình đang có mặt tại con hẻm 358. Tuy nhiên chưa đến giờ bán mà khách đã chờ tấp nập. Đây là những thực khách dừng ngoài đường để chờ. Và còn nhiều hành khách bên trong nữa để chờ đợi thưởng thức tô bánh canh. Đây, mặc dù chưa tới giờ bán nhưng những thực khách đã ngồi chờ để thưởng thức tô bánh canh đây các bạn. Đó, rất là đông.
là nồi nước lèo của bánh canh. Tôi thấy cái nhìn nó ngon không? Đây là con chủ quán bánh canh vỉa hè. Sáu con vậy. Tôi tú quận 8 tôi đi kiếm từ giờ có tiếng hồ. Hỏi tùm lum. Đây một tiệm bánh canh trong vỉa hè, không có bảng gì nha các bạn, bán ở đầu con hẻm 3 bảng 6, bây giờ bắt đầu bán là 4 giờ chiều. Rồi 4 300 đem về. Là chịu hai cầm đi anh. Bây giờ nè con trai. Con nghe cô nói nè. Bình tĩnh đi. Cô sẽ nhất định làm cho ở ngoài con đợi cô. Thôi kệ cô ăn. Ngon mà đi thử. Cô ở mà ở đâu tới đây? Ở quận mấy cô? Cô ở gần đây. À, là vì sao cô biết quán bánh canh này cô? Em Facebook. Anh đi bút lên trên mạng nó xe nhiều quá mình lại ăn thử à. Bây giờ cô lại đây ăn thử thì cô ăn tô mình giá bao nhiêu? À, cô ăn 150 thôi. Một tô 150 là gia đình cô 3 người hả cô? Để cô chưa bây giờ ăn lần nào hả cô? Chưa. Lần đầu tiên luôn. Ê. Ở trong nha cái cửa tủ lạnh á, tao để cái cây xua ở đó đó.
tại em xua á. Chai gì màu này đi con. Nó có chữ em xua đó. Cái chai gọi bự bao anh cho em mấy tô trăm rưỡi đây, mấy tô trăm rưỡi đây. Mấy tô ở đâu mà rồi một tô đủ thứ không giò, một tô đủ thứ không giò. Đây rất là đông và lộn xộn đấy các bạn, vì không thể kiểm soát được. Chờ đi bao lâu rồi anh chị? Một tiếng là từ lúc bắt đầu chưa mở cửa, mở chưa bán. Dạ. Từ lúc bắt đầu chưa bán. Tại sao anh chị biết quan? Xem qua Facebook. Dạ, rồi anh thấy cái giá như vậy rồi anh vẫn chấp nhận. Anh muốn thử để xem là nó ngon đến đâu. Dạ. Anh là người, hình như anh không phải là người Sài Gòn anh. Mình là người mà miền Bắc vào đi chơi thì muốn biết thì đến thử luôn. À, muốn nếm thử anh. Là đang chờ nãy giờ một tiếng mà chưa đi 1.000 tạ, đi mấy nghìn cây để vào để ăn bát bánh canh đấy. Có con đó, có đâu bên Hoa Kỳ ở America, ở Mỹ, ở California, qua đây ăn ba Cali hả? Chứ ba Cali á, qua Việt Nam chơi rồi vô đây kiếm ăn bánh canh. Biết sao cô biết ở quán này? Tại trên Facebook của bạn chị đó. Lúc rồi cô muốn thử luôn à? Muốn thử cho biết. Thì cô đã chờ tô bánh canh bao nhiêu tiền? Sẽ ăn thử tô 300 ngàn. Là tô mắc nhất ở đây. Tô mắc nhất. Rồi để tiền cho chị. Lấy rồi. Giá cũng rất là cao so với giá bình dân.